Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero One Zero của Tạc Chiến My. Rất vui vì đã gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass. Nói chung thì cũng khá là lâu rồi mình chưa có quay lại cái game này. Tại vì đơn giản là tại vì bây giờ mình đã mát cấp rồi. Và tất nhiên thì game này thì như anh em nói thì nó rất là kiểu chán. Khi mà chúng ta đã quay ra SS và chúng ta hoàn thành hết những cái nhiệm vụ thì mỗi ngày vô nói chung là cũng không có gì làm nhiều, vô điểm danh rồi nhận quà online, sau đó thì làm hết nhiệm vụ hàng ngày, sau đó thì sẽ chả còn gì làm nữa, nên thành ra rất là chán. Bởi vậy mình có một lời khuyên dành cho anh em là anh em nên cố gắng kiên trì nếu mà anh em đam mê tựa game này và nói chung là muốn chơi lâu dài và sau này sẽ càng ngày càng ra nhiều SS nữa. Cho nên những anh em nào mà kiên trì thì rất là tốt. Còn những bạn nào thì với cái sự nản chí thì mình nghĩ chắc là sẽ chơi tựa game này nói chung không được lâu, tại vì khi mà ra SS xong rồi thì nó cứ lặp lại những cái sự việc quen thuộc mỗi ngày thôi, cho nên nó không có gì đặc biệt cả. Đó, chúc em nghe vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. Hôm nay thì nhân dịp là một ngày đầu tuần cho nên là mình cũng quay trở lại để mình quay một cái clip mở đồ các kiểu cho anh em xem. Thì như anh em thấy thì mình đã cấp 80 rồi này. Và hiện tại thì cấp 80 là nó mát nha, cho nên là không có thể nào mà lên cấp được nữa. Rồi thể lực thì chúng ta có thể tích được nè, tại vì thể lực bây giờ anh em có đi quét phó bản hay gì thì nó cũng không có cho kinh nghiệm nữa. Cho nên mình nghĩ là anh em nên tích càng nhiều càng tốt, để khi mà nó update thêm level mới thì chúng ta sẽ dùng thể lực này để tiêu, để lên cấp tiếp theo nha. Rồi, và mình nhận thấy một điều là khi mà thể lực nó mát á thì cái phòng này nó cho thể lực chúng ta rất là nhiều nè. Cái phòng Luffy mà hay cho thịt nè. Như anh em thấy thì bình thường mình nói thiệt với anh em là nó không bao giờ mà full được như thế này đâu. Cao lắm là bốn mấy, năm mấy thôi, chứ không thể nào mà nó tới được cái mức độ này. Thậm chí có lúc vô là không có luôn. Nhưng mà khi từ từ lúc mà mình full thể lực bắt đầu mình tích á, thì cái thể lực này nó bắt đầu nó kiểu sao ta, nó rất là nhanh luôn. Bây giờ hiện tại là mát 120 luôn nè. Đấy, nói chung mà nó rất là nhanh. Cho nên mình nghĩ rất là anh em nên, nếu mà khi anh em đã tích được cái thế này thì anh em nên online thường xuyên để anh em nhận cái thể lực này, tại vì lúc nào nó cũng dồi dào và đầy hết á. Ok, còn phòng của Sanji thì vẫn như cũ thôi, còn chúng ta cứ nấu ăn như bình thường, có đồ ăn thì chúng ta nấu thôi. Phòng Usopp thì chúng ta làm nhiệm vụ này để chúng ta lấy nguyên liệu để chúng ta nấu ăn thôi. Thế cái này thì anh em chịu khó nâng cấp tướng, anh em nâng cấp tướng level càng cao thì làm cái này sẽ càng khỏe này. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nhiệm vụ này bây giờ không làm được nữa, thấy anh em thấy không? Tại vì nó yêu cầu là có một đồng đội level 70 nè, mà chắc là mình không có, cho nên thành ra là sẽ không làm được. Mình có tới 4 nhiệm vụ chưa làm được. Nói chung là cứ kệ đi, mình cũng không quan trọng cái chỗ đó lắm. Bây giờ mình sẽ vô mình nấu thêm một vài món mà chúng ta dư. Ví dụ này là 4/4 nè. Cái này là 8/8 mình nấu luôn đi. Còn riêng phòng của Nami thì chúng ta sẽ thu thập được thêm trái vàng với lại vàng tùy vào thời gian thôi. Hiện tại thì chưa có trái vàng nên mà thu thập berry trước cũng được. Ok, tiếp theo là thư. Thư gửi về thì cái này là mình nhận được là 600. Cái điểm này do mình đánh boss tuần được xếp hạng. Nó nằm trong, mình được top 773, nói chung cũng khá là cùi thôi. Nhưng mà nói chung là mỗi tuần cứ cố gắng lấy được 600 như thế là cũng ngon rồi. Cho nên cũng không có tham gì nhiều. Rồi, tiếp theo là chúng ta vô để chúng ta nhận những cái điểm màu xanh, điểm tình yêu, điểm tình bạn. Này mình được 2 điểm nè. Rồi, bây giờ có nghĩa là mình còn thiếu 8 điểm nữa, cho nên mình sẽ búp thêm 8 cái nữa. 1 cái, 2 cái, 3, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Rồi, đủ. 1.500 mấy thì nói chung là cũng đủ mua trong shop rồi. Bây giờ mình nhận nhiệm vụ trước đi. Cái này mỗi ngày online em sẽ nhận được 90 thể lực này. Đấy, thể lực mỗi ngày nói chung cũng được khá khá. Còn cái trong chỗ này thì anh em phải đợi tới 10 giờ nha. Đây, chỗ này hôm nay mình được một cái vé quay skill nè. Thì ta mình được 3 vé rồi à, cho nên có thể mình sẽ quay luôn cho anh em xem cũng được. Thích thì quay thôi. Cái này thì yêu cầu là thằng Aokiji của chúng ta lên được 5 sao. Nhưng mà hơi khó, cho nên thành ra mình sẽ không làm được đâu. Nên tạm thời, nên cái đó cứ bỏ qua đi ha. Cái này là đầu tuần thì nó cho chúng ta mua free cái này. Quá là ngon, cho nên chúng ta mua thôi. Còn đây là cái bát của Kaku. Thì chúng ta nhận được điểm, chúng ta nhận được quà thôi. Ồ, đây, được cái rương này anh em. Rương này cũng không có gì hết, cũng được thẻ cá voi với lại mấy cái đồ tào lao thôi. Cũng không có gì đặc biệt. Ok, để mình coi coi. Tiếp theo là cái đồ thuyền. Đây, chỗ thuyền này chúng ta nhận mỗi ngày thôi, cũng không có gì lạ hết. Để mình coi boss tuần hôm nay là có boss gì nè. Như vậy là boss Sengoku mất rồi này. Chúng ta trở lại với boss Crocodile, boss Magellan và boss Smoker. Vậy chắc tuần sau mới có lại boss Sengoku. Ok. Imperdao thì cũng sẽ như cũ thôi. Mỗi tuần nó sẽ làm mới. Còn cái Aokiji, ui cái Aokiji thì khóa rồi à.
Ok, giờ hết hạn rồi ta. Nhưng mà mình tứ tưởng còn chứ. Ồ, vậy là mình hết cơ hội để đi rồi. Hôm qua mình còn tới 4 lượt luôn mà mình quên. Mình cứ tưởng hôm nay còn để hôm nay đi. Ai về giờ nó khóa mất tiêu rồi. Như vậy là bây giờ chúng ta không còn điểm để mua nữa. Buồn ghê. Mình còn ba cái này chưa mua nè. Lẽ ra mình phải mua cái khung này cho nó đẹp nhưng mà nhưng mà đen quá. Mình quên không để ý cái thời gian kết thúc. Thành ra bây giờ hoạt động nó kết thúc mất tiêu rồi. Cày thế nhờ. Thôi kệ đi. Dù sao nó cũng không quan trọng đối với mình. Ok, để mình coi. Tiếp theo là mình vô shop đi ha. Tại vì đầu tuần chúng ta sẽ mua được một số thứ cũng khá là ngon. Đầu tiên là ở shop công hội thì chúng ta sẽ mua được một vé vàng. Với 400 cái điểm này chúng ta mua được một vé vàng. Đấy. Cái này thì anh em sẽ mua sao tím. Anh em thích thì anh em mua, còn không thì thôi. Cái này thì anh em sẽ tiêu 6.000 điểm để đem được 600 sao tím. Thì nếu mà anh em thích thì anh em mua, còn không thì thôi. Shop này là shop bot tuần. Thì hồi nãy mình vừa nhận được 600 kia cho nên là giờ mình đủ được. Bây giờ mình có 1.200, thật ra mình có thể mua được hai cái này. Mình có thể mua được hai cái này nha anh em. Mua hai này để nâng cấp. Hôm nay chắc mình sẽ nâng cấp cho anh em xem luôn cũng được. Này mua được hai cái nhưng mà trước tiên mình cần xem có cái thẻ này như thế nào đã. Ồ, thật ra thì khi mà event Aokiji kết thúc thì nó cũng sẽ bay vô đây cho nên chúng ta có thể mua được hết á. Ngon. Còn đây là shop Ember Down, shop Ember Down chúng ta có thể mua cái này. Cái này thì mình đã mua rồi. Lát mình sẽ nâng cấp cho anh em xem ha. Giờ nói chung là mình cũng cố gắng đầu tư cho thằng Mihawk nó full thẻ hết rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang nâng tiếp cho thằng Kuzan. Nếu bây giờ nâng một lúc hai thằng thì nó rất là khó, thành ra mình sẽ quyết định là mình chọn nói chung mình vẫn sẽ nâng cho thằng Mihawk trước cái đã cho nó đầu tư cho nó mạnh. Cái này là cái điểm shop tình bạn nhưng mà hiện tại nó bị đen rồi. Cái này hình như nửa tháng. Cái này chắc là nửa tháng nó mới reset lại một lần. Nó hơi lâu nha anh em. Rồi, phần quan trọng là cái chỗ này đây. Chỗ này là chỗ để mua những cái rương thẻ skill khá là ngon nè. Thì nói chung là mỗi đầu tuần thì mình nghĩ anh em nên mua một cái hộp này. Một cái hộp hình ngọn lửa nha anh em. Hình ngọn lửa. Và nó có trị giá là 200 ngôi sao cam. Đấy. Cái hộp này thì nó sẽ cho chúng ta được một cái thẻ cam nằm ở vị trí 123. Còn ở trên đây là cái rương 1.000 sao tím thì nó cũng sẽ được thẻ cam. Nhưng mà nó sẽ ngẫu nhiên. Đấy. Có thể nếu mà anh em may mắn thì nó sẽ ra cái thẻ anh em cần. Còn nếu không thì thôi. Còn riêng cái thẻ 123 này dành cho những anh em nào chưa biết thì mình sẽ ví dụ mình cụ thể này. Đây, thẻ 123 là cái thẻ ở chỗ này nè. Đó, 1 nè, 2 nè, 3 nè, đấy. Thì anh em sẽ cố gắng mở để thu thập ba cái thẻ này. Thì cái hộp đó nó có thể ra được thẻ thẻ cam thì chúng ta có thể là ra được thẻ Berona nè. Đây, mình vô đây cho nó dễ ví dụ đi. Vô đây là nói chung là thiết thực nhất. Đây, anh em có thể ra được thẻ của không, hai cái thẻ này thì bỏ đi nha, tại vì thẻ này là thẻ 4 năm. Đây, ví dụ thẻ Crocodile nè. Đây Mihawk nè, Kuzan nè, Lucy nè, Ai nè, Enel, Moria, Berona nè. Đấy, nói chung là rất là nhiều. Đấy, nên rất là ngon nha anh em. Cho nên bây giờ mình sẽ mua mở cho anh em xem luôn nha. Nếu mà may mắn thì mình sẽ nhận được một cái thẻ nào đó mà mình cần. Ví dụ như nếu mà ra Mihawk thì ngon. Tuần trước mình mua thì ra được Mihawk luôn anh em. Đây, để coi tuần này như thế nào. Tuần này nhân phẩm mình như thế nào đây. Vô. Thẻ gì cũng được, nói chung là đều ngon cả anh em. Đu. Rakuzan luôn biết đâu chứ. Ngon. Úi. Và thẻ này thì nằm ở vị trí số 2 nha anh em. Nó có ghi số 2 nè. Cho nên là mình nằm vị trí số 2. Rồi mình sẽ mua luôn cái thẻ này luôn. Ui. Vai lên. Nhân phẩm anh em ơi. Nó ra luôn Mihawk. Đúng thẻ mình cần luôn. Mà khoan. Thẻ này hình như là mình dư một cái mất tiêu rồi hay sao á. Chết rồi. Dư thế này thì uổng quá. Dư thế này thì hơi uổng nha. Đây đúng là thẻ này rồi anh em ơi. Nhưng mà dư rồi anh em ơi. Vậy là dư một thẻ rồi. Đây mình có ba thẻ. Trong khi ý. Vừa đủ anh em ơi, ngon. Ui, vậy là mình không cần phải tiêu hao tới cái vé cam thế mạng rồi. Tuyệt vời. Giờ mình đi quét cái này cái đã. Wow, vô tình chỉ ra được cái thẻ cam của Mihawk luôn mới phê chứ. Đây hiện nay anh em thấy là mình đang 65 trên 65 này. Bây giờ mình sẽ vô mình nâng cấp cho nó full luôn nha. Đấy, chọn ba cái nè. Wow, tuyệt vời. Nói chung là một sự trùng hợp anh em ơi, chỉ nhiên vô tình ra được cái thẻ của Mihawk luôn. Full sao liền anh em. Và sau khi full sao thì anh em dùng cái thẻ cá voi này để anh em nâng cấp này. Đó, ngon chưa? Lên 70 nha, lên 70 là full. Ủa 70 full chưa ta hay là còn 75 nữa ta? Nói chung là nếu mà có thì phải đợi nhà phát hành update tại vì hiện tại cấp mát là như là 70 rồi hay sao á. Ok. 69 này. Rồi, 70 full rồi anh em ơi. À, sau khi full là không cho nâng cấp nữa nè anh em thấy không? Đấy. Khi nào nhà phát hành update thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp tiếp. Ok. Như vậy là hiện tại thì hai thẻ này của mình như anh em thấy thì đã full rồi nhưng mà có điều thẻ này là thẻ tím nha anh em. Thẻ này thẻ tím thì nó hơi cùi. Cho nên nếu mà mang thẻ cam ngon, bây giờ đang 33k3.
giờ mình lắp sang cái thẻ này thì như anh em thấy lực chiến nó bị giảm nè, là 32K4 nè, thấy không? 33K3 mà bây giờ còn 32K4 thì nói chung là mất đi 600 cộng thêm 300 là kia là 900, gần 1000 luôn. Wow. Đó lý do là tại vì thẻ tím kia đã full rồi, còn này là mới có 3 sao với một sao nhỏ thôi nha anh em. Nếu mà mình nâng cái này lên full là đảm bảo mạnh lắm. Giờ mình thử nâng cấp cái. Cái này chỉ cần một một thẻ thôi này. Ồ, này cần một thẻ thì nói chung là cũng khỏe thôi à. Một thẻ thì nó khỏe mà, mình có thể mua luôn để mình nâng cấp cho anh em xem cũng được. Ồ, còn thẻ kia mình nhận được là thẻ Kuzan hả ta? Để mình coi thẻ Kuzan mình được bao nhiêu rồi. Ok, thẻ đó là thẻ số 2 đúng không? Thẻ số 2 là mình có được, hồi nãy mình quay được thẻ Kuzan số 2 đúng không? Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa sao lại bay sang thẻ này ta? Thôi mình sẽ chọn cái chế độ này thử coi. Đây, thẻ Kuzan số 2 nè anh em. Đó, ngon chưa? Mình nhớ là không nhầm là mình còn một thẻ Kuzan nữa, nhưng mà mình không nhớ là số 1 hay số 3 thôi. Để mình tìm cái. Như vậy là thẻ số 1 như là không có này. Đúng rồi, thẻ số 1 không có rồi. Crocodile hình như mình cũng có hai cái, thì mình nằm ở số 3 chăng? Số 3 chỉ có cái Mihawk ở đây nữa ta. Đây nè, đúng rồi, đó, anh em thấy không? Mình được hai cái Aokiji rồi nè. Đó, giờ mình mà cố gắng mình được thêm một cái Kuzan nữa lắp cho số 1 nữa là ngon. Có điều thì thật ra đối với mình thì đối với mình cũng như tất cả anh em thôi, tại vì những cái thẻ này nếu anh em có quay được á thì đó là một chuyện rồi, nhưng mà muốn nâng cấp nó lên lại là một chuyện khác nữa, cho nên rất là cực khổ luôn nha anh em. Đấy, cho nên nếu mà khi anh em thu thập đủ thì anh em cần phải rất là nhiều nguyên liệu để nâng tiếp nữa. Cho nên thành ra tạm thời anh em cứ chơi thẻ tím cũng được, thẻ tím full là cũng ngon rồi. Đấy, ok. Tuần sau vào thứ hai mình lại tiếp tục mua cái đó, hy vọng là nếu mà ra Kuzan số 1 thì ngon á. Còn cái thẻ Mihawk này thì để mình coi. Kuzan của mình hiện tại thì thẻ này là cấp 55, cái này thì mới 25 thôi, nó hơi cùi. Cái này giờ muốn nâng cấp thì cần hai thẻ. Và tất nhiên thì mình đã có hai thẻ sẵn ở đây rồi này, quá ngon. Nếu mà thích thì mình nâng cấp luôn cho anh em xem cũng được. Ok, lên. Giờ là được 60 nha anh em. Đó, ngon đấy. Nâng luôn nè. Nói chung là thằng Mihawk của mình thì đầu tư trước cho nên là nó hơi nhiều hơn so với Kuzan một xíu. Thành ra bây giờ mình cố gắng đầu tư cho nó trước cái đã, rồi chuyển sang Kuzan sau cũng được. Ít bữa ra thêm Lucy nữa, không có nguyên liệu để nâng cấp luôn á. Như em thấy thì bây giờ cái thẻ này đã 60 rồi nè. Bây giờ muốn nâng nữa thì chúng ta cần cái này, cho nên cũng khá là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần đi quét là có à. Cấp 80 thì max kinh nghiệm rồi, buồn ghê. Hy vọng là nhà phát hành nhanh chóng update cái level cho anh em, chứ tại max cấp 80 hết rồi giờ đâu làm gì được nữa đâu. Rất là chán. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng những cái thẻ này để nâng cấp nha. Cấp 61. Cấp 62. Cấp 63 này. Cấp 64. Rồi và cấp 65 nha anh em. À, bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp tục là tốn cái thẻ nè, nhưng mà bây giờ tốn tới 3 thẻ luôn. Wow, nhưng mà chắc chắn mình không có rồi, cho nên là tạm thời cứ quăng nó đi đã. 65 trên 65 là nó y chang như cái kiểu thẻ hồi nãy Mihawk mình nâng cấp luôn á. Cho bây giờ mình cần 3 thẻ nữa là mình nâng cấp đủ. Còn cái này thì 25, cái này thì chỉ cần một thôi. Và mình cũng có một cái nè, cho nên là mình cũng sẽ nâng luôn cho anh em xem hen. Đó là cái skill cuối, đây là skill cuối nè anh em. Skill mình nhớ không nhầm thì đây là skill đặc biệt luôn ấy. Rồi cho nó vô luôn. Hồi bữa mình quay may mắn được một thẻ thì phải. Ok, bây giờ mình còn có 9.500 thôi. Thật ra thì bây giờ mình quay kia thì hơi phí. Hết trát quậy là không làm gì được. Ok, tiếp tục nâng bằng cái này. Giai đoạn này nâng dễ. Rồi, 2 sao và 1 sao nhỏ, khá là cùi. Rồi, là được 33 này. Là được 35 này. Ngon chưa? Bây giờ cần một thẻ nữa anh em, nhưng mà mình không có nên tạm thời cứ để đi. Ok, bay 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 lại thằng Mihawk một xíu. Thì thằng Mihawk của mình hiện tại là bây giờ mình phải thay thẻ lại cho nó nè. Đây, giờ mình lắp lại thẻ để mình coi lực chiến được nhiêu rồi nha anh em. Mình mang hai này là được 35K2 nè anh em. 35K2. Còn nếu mình mang cái này thì nó sẽ lên được 36K9. Tại vì thẻ này đã full rồi nha anh em. Thẻ này đã full rồi. Nhưng mà lực chiến hiện tại của mình là 38K7, vẫn chưa được 39K nữa. Đây là hiện tại là mình đã lắp full rồi này. Chỉ có cái thẻ này thì thẻ cam nó còn thấp. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái thẻ kia chắc là lên được hơn hơn 39K. Đây, ủa thẻ tím đâu rồi ta? Đây, thẻ tím này đã full rồi này. 39K6 anh em ơi. Như vậy là gần được 40K rồi. Ngon nha. Gần được 40K rồi anh em ơi. À, chắc là giờ mình tập trung đi lấy thẻ mạnh Mihawk để mình nâng sao cho nó được là ok. Đây.
Cái này hiện tại còn thiếu khoảng 30 nữa, này là 10, cái này cần 10, cái này cần 20 và cần một cái 10 nữa là 30. Nói chung cần khoảng 30 mảnh mi hot để mình lên được 1 2 3 4 hình như là 5 sao đúng không ta? Lên được 5 sao đúng không? Wow, mà nó là quá nhọc nhằn luôn anh em ơi. Về phần mảnh thì chúng ta có thể đi làm nhiệm vụ ở đây để lấy này. Đây chỗ này nha anh em, thì nếu mà anh em thích lấy ai thì lấy thôi. Mình thì chắc là bây giờ mình sẽ lấy mi hot. Nói chung 30 mảnh thì chúng ta cần khoảng bao nhiêu, nửa tháng là đủ, tại vì một ngày chúng ta cày được 2 mảnh. Thì 15 ngày là nhân 2 lên là được 30 mảnh thôi. Nói chung chỉ cần 15 ngày, tức là hơn 2 tuần, hơn 2 tuần một ngày. Đó, 2 tuần một ngày là xong. Nên mình cố gắng tích góp từng ngày từng tháng là ok thôi nha anh em. Đó, ok chưa, lực chiến của Mi Hawk của mình bây giờ là 39k6 gần 40k, trời ơi. Trong khi bây giờ các anh em có khi có những anh em lên gần 50k, ui, mình được 100 sao vàng luôn này, 100 sao cam luôn. Và nhiệm vụ này thì, nhiệm vụ hàng ngày thì mỗi tuần chúng ta nhận được thêm 100 nữa ở chỗ này. Đây, chính xác là 100 nữa, quá ngon. Với lại anh em đi tùm lum, nói chung là mấy cái đó cày giờ cũng khỏe mà, cày dễ mà, có nhiều chỗ để cày lắm. À, bây giờ mình vô mình quay cho anh em xem luôn ha. Tại vì nãy mình có hình như là, ui khoan khoan khoan, mình có cái này là 3 vé, cho nên bây giờ nếu mình tiêu 2 vé thì mình sẽ tốn là như là 400 đúng không? Rồi, ok, chiến luôn. Cố gắng kiếm một cái thẻ cam nha anh em. Thêm được một thẻ cam là thêm một phần ngon. Vô, không ra rồi anh em ơi. Lần cuối mình quay thì mình cũng đã được một cái thẻ cam rồi, cho nên bây giờ chắc là hơi khó. Bây giờ mình muốn quay thêm 5 vé nữa thì nhân lên là chúng ta cần tới 1.000 lận, rất là phí. Thôi, tạm thời bỏ qua đi. Ok, và mình muốn giới thiệu cho anh em một cái chỗ nữa để anh em cày sao cam. Đây ở cái chỗ shop này. Anh em có thấy là chúng ta có ba hai loại để mua đồ, ba loại là sao lam thì bỏ qua đi, sao tím và sao cam. Thì có một cách để cày sao cam này cũng rất là dễ và không, chắc là bọn em biết rồi, đó là nói chung là chúng ta tách thẻ, những cái thẻ cam chúng ta không không xài nữa, chúng ta có thể tách ra để lấy ngôi sao cam. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tách một số thẻ để lấy ngôi sao cam cho anh em xem luôn. Chúng ta sẽ vào túi đồ này. Rồi anh em sẽ vào chỗ thẻ. Chỗ này, sau đó thì anh em sẽ chọn cái hình này. Cái hình này nha anh em, hình cái dấu dấu mũi tên xoay xoay này. Đó, anh em nhấp vô. Sau đó thì anh em sẽ lựa chọn tới ngôi sao cam, mình không biết là chọn chỗ nào đây. Không biết là chọn chỗ nào, cái này nó hơi hỗn loạn ta. Thôi mình để vị trí đầu tiên đi, sau đó chúng ta chịu khó kéo vậy. À, và không không cần kéo luôn cũng được. Thật ra mấy cái thẻ này bây giờ mình cũng sẽ phân tách luôn, cho nên cũng không quan trọng. Thế mấy cái này thì chúng ta có thể lấy được berry với lại mấy cái thẻ cá voi nữa đem, cho nên cũng khá là ngon. Đấy, cho nên chúng ta lấy hết cũng được. Đấy, chúng ta phân tách hết đi, tại vì mấy thẻ này chúng ta cũng đâu có xài đâu. Phân tách hết. Vừa lấy được thẻ cá voi mà vừa lấy được những cái ngôi sao nữa cũng được. Đấy, nhân dịp này thì lấy hết luôn đi, phân tách hết. Cái này hình như nó không giới hạn chúng ta, à, không có giới hạn kìa. Tới 99 là hết nha anh em, cho nên chúng ta cứ nhấp vô cho đến khi nào tới 99 đi. 99 thì con số cũng khá là dài mà. Tới thẻ VV rồi này. Mấy cái thẻ này là thẻ lam thôi, cho nên ta không cần nha anh em. Thẻ lam mà chơi bời gì. Nhưng mà ít nhất cũng phải chơi thẻ tím, cho nên là chúng ta không cần. Đó. Rồi, tới thẻ của con này rồi nè. 79 84 86 87. Rồi, sắp đủ rồi nè anh em. Rồi, chúng ta sẽ chọn, sau khi đem chọn xong rồi thì đem sẽ chọn cái nút màu vàng này để phân tách nha. Đấy, nhấp vô là đem nhận được một mớ luôn. Mấy cái rồi sao lam là giờ làm được gì trời. Chán thiệt chứ. Rồi, tiếp tục thì đem cứ nhấp tiếp để anh em phân tách tiếp thôi. Đây hiện tại vẫn chưa tới cái mấy cái thẻ tím nữa. Cho nên là cứ từ từ thôi, cứ từ từ nha anh em. Đằng nào thì mình cũng sẽ phân tách hết thôi. Cái số 99 đó là 99 thẻ nha anh em. Đó, cho nên chúng ta sẽ một lần chúng ta sẽ phân tách được tới 99 thẻ, rất là ngon. Ui, cái gì sao mình lại được cái thẻ cá voi cam này luôn ta? Mình chọn cái thẻ nào mà ghê vậy? Ủa, mình chọn cái thẻ nào mà ghê vậy ta? Hình như là mình cũng chưa biết là thẻ nào luôn á. À, thẻ này à. À, cái thẻ này đã mát rồi, cái thẻ này mình đã nâng mát cho nên là mình nhận được cá voi, đúng rồi, ngon. Thẻ đó mình cũng không cần nữa, tại vì hồi xưa chưa có thẻ cho nên là ngu ngơ, thấy cái thẻ nào ngon ngon là mình đều nâng cấp full đấy. Cho nên bây giờ là ta nhận được thành quả, ta nhận được là được 4 cái thẻ cá voi cấp cấp cá voi cam luôn, ngon ghê ta. Wow, mà công nhận thẻ lam mình nhiều quá đây.
mệt luôn á, nói chung phân tách mệt luôn á. Tiếp tục nhiều ghê anh em ơi, mình cũng không ngờ mình lại nhiều vậy luôn. Ồ, không biết bao giờ mình tới được thẻ tím đây, hơi đuối. Chắc sắp sắp tới rồi anh em ơi, tới 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 Tatsugi là cũng sắp tới rồi. Đu, thẻ này mình nâng lên 40 luôn nè, cho nên mình nhận được một cái thẻ cáp voi cam luôn, quá ngon. Ui, lại thêm một cái thẻ mát nữa. Ô, công nhận mình nâng thẻ mát nhiều ghê đó chứ, Tatsugi này cũng quá trời nè. Ô, tuyệt vời tuyệt vời, vô tình lượm được thêm một vài thẻ cáp voi cam, quá đã. Ui, nhiều quá nha, chưa tới nữa hả trời. Thôi, ui rồi, ui rồi. Sao tới chỗ này là sắp tới rồi nè. Nói chung mình sẽ bỏ qua đoạn này đi, lát nữa mình tính sao. Ui, thẻ Kuzan mình cũng quá trời nè anh em. Ui, thẻ Kuzan này, Kuzan này là Kuzan lam nha anh em, cho nên đổi ra cũng chỉ được như vậy thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. À, bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới luôn đây, chúng ta tới thẻ tím và thẻ cam đi. Ui rồi còn quá trời thẻ lam luôn. Ui, Kuzan thẻ lam này một mớ. Ui, mì hó cũng một mớ, crocodile cũng một mớ. Rồi tới thẻ tím rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ tới thẻ cam nha. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho anh em xem. Ui rồi ôi, thẻ tím mình cũng quá trời này, quá trời luôn á. Ui, Kuzan thẻ tím cũng một đống. Đây tới thẻ cam rồi này, thì cái những cái thẻ cam mà anh em không xài nữa thì anh em có thể phân tách. Ví dụ như mình sẽ lấy ví dụ là thẻ của Smoker. Smoker là một con tướng hệ đỏ thì thật ra ta có thể dùng được, nhưng mà thật ra bây giờ mình có thể lắp thẻ của Mihawk mình đi chiến cũng được. Ít bữa ra Lucy thì mình sẽ xài Lucy, cho nên bây giờ thật ra thẻ Mihawk thì cũng không quan trọng với mình lắm. À, thẻ 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 Smoker không quan trọng với mình lắm. Kế bên Smoker thì chúng ta có một cái thẻ là thẻ Nami, thì tất nhiên con Nami mình cũng không chơi, cho nên chúng ta có thể phân tách ba cái thẻ này luôn, là chúng ta được 1 2 3, tổng cộng là ba thẻ. Như vậy là chúng ta nhận được là 300 ngôi sao cam, anh em thấy không? Đấy, quá phê luôn. 300 luôn anh em, tương đương với một cái vé cam thế mạng, quá ngon. Tiếp tục là cái này. Đây là cái thẻ này, như anh em thấy thì nó đã cấp 25, tuy nhiên thì nó cũng chỉ là một sao thôi, cho nên cũng không gì quan trọng. Đây là thẻ Senzi. Và tất nhiên thì Senzi bây giờ mình cũng không chơi nữa. Senzi là một tướng hệ vàng, và hệ vàng thì bây giờ mình đã có Aokiji rồi, cho nên những cái thẻ này cũng có thể phân tách đi. Đấy, phân tách luôn. Đấy, anh em có thể phân tách để anh em lấy cái ngôi sao cam để anh em sử dụng vào những việc mà chúng ta mục đích mà chúng ta cần. Đấy, kéo xuống đây thêm nữa thì ở đây có thêm là một thẻ Smoker. Ủa, đây rồi, một thẻ Smoker nữa. Và bên đây thì có một cái thẻ Senzi. Thẻ Senzi, nhưng mà chắc là nó cũng tương tự thôi, tại vì nó chỉ kỳ như là một ngôi sao to và một ngôi sao nhỏ thôi, cho nên cũng sẽ được thêm 100, là tổng cộng được thêm 800. Đó, nói chung là cũng ngon, được. Vô tình chúng ta nhận được 800 ngôi sao cam, quá ngon. Dưới đây thì đã hết rồi. À, cho nên chúng ta phân tách luôn nha, nói chung cũng không có gì hối hận. Nó sẽ cho bắt chúng ta một cái chỗ xác nhận này, thì mình xác nhận luôn. Đó, được 800, thì nói chung chúng ta sẽ mất đi một cái số cái thẻ cam, nhưng mà bù lại chúng ta nhận được 800. Rồi, giờ mình sẽ vô shop coi mình được bao nhiêu rồi. Tổng cộng giờ mình là còn mình còn một K3 nè. K3 thì nếu mà đổi cái này chúng ta sẽ đổi được 4 cái, 4 thẻ. Đấy. Thì chúng ta để nó nâng cấp từ từ cũng được, không có gì hết. Nói chung là nguyên liệu cái ngôi sao cam nó thực sự là không có thể nào mà dư thừa đâu, anh em cứ yên tâm đi, càng nhiều càng tốt, không thể nào mà dư được. Chưa tính là nếu mà khi anh em đủ 3 thẻ ở 1 2 3 anh em cũng phải tốn mấy cái thẻ đó để anh em nâng cấp ở đây nữa nè. Rất là nhọc luôn. Cho nên tạm thời có thể mang thẻ tím thôi. 39k6, gần được 40k nha anh em. Trời ơi, cố gắng lên 40k thôi. Ai thấy được rồi, clip hôm nay cũng khá là dài rồi, cho nên chắc là mình sẽ kết thúc tại đây. Ôi, có thể lật rồi anh em ơi, có thể lật rồi. Quá ngon, 70 thể lực nữa. Và điểm danh thì cũng không có gì ngon cả. Nói chung là cái tuần cuối cùng thì cũng được một cái thẻ cam này cũng khá là được thôi, còn lại mấy đồ cùi không. Rồi ok, nói chung thì nãy mình quay ba vé, bây giờ mình sẽ dứt thêm một cái này cho anh em xem cho nó đã mắt nè. Đấy, hy sinh một ca trái của mình để mình quay cho anh em xem có đã mắt nha. Nói chung không biết có ra không đây nữa, mà hơi buồn. Ra được thẻ cam cái là mình vui lắm luôn á. Cái này hình như là bình quân trung bình nó là ba quay 30 lần là như ra được cái sao á. Ôi không ra rồi. Bây giờ nếu mà mình quay nữa mình phải tốn 20 20 lần nữa, và 20 lần đó thì tốn tổng cộng là bao nhiêu ta? 20 lần. 20 lần nhân 2 thì khoảng 4.000 hay sao á. Ui mẹ ơi. Như vậy là 8.000 của mình mà bị mất đi 4.000 thì còn chỉ còn 4.000 thôi, rất ít nha anh em. Thôi, mình còn để dành nữa. Để dành cho event sau nữa anh em ơi, chúng ta phải tích góp lại nè. Bây giờ bắt đầu phải tích góp lại để cho cái vòng quay mới của đợt sau là Lucy nè anh em. Tuy nhiên thì chắc chắn một điều là chắc chắn còn rất là lâu rồi, cho nên trong thời gian đó thì anh em cứ tích thoải mái đi. Đây.
À, chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe đi kênh điện thoại mình nha. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Ui, tự nhiên vừa kết thúc clip cái nó lắc luôn nè.